Ủa, Tô Châu, có chuyện gì mà con qua sớm vậy? Ba đừng giả đò nữa, mau thu xếp dọn đồ đạc cuốn khỏi nơi đây. Nhanh đi, đừng để tôi mạnh tay với bà. Ông ngoại và mẹ ta đã bị bà lừa gạt bao nhiêu năm nay, vậy là đủ rồi. Đừng làm bộ nhỏ thêm một giọt nước mắt cá sấu nào nữa. Tôi Châu à, bộ con nghe ai nói ra nói vô cái gì rồi hiểu lầm ta hả? Ta một lòng một dạ với ông ngoại của con, ai ai cũng đều thấy mà. Vậy mà bây giờ ông con vừa qua đời, con lại muốn tống cổ ta ra khỏi nhà hay sao? Con làm như vậy là bạc bẽo nhẫn tâm lắm đó con biết không? Bà câm miệng đi, thứ đàn bà phản trắc lăng loạn, vậy mà dám mở miệng kêu người khác là bạc bẽo sao? Bà đi ngay đi, không tôi gọi lính ta đây bây giờ đó. Tô Châu à, chạy nhân vô đây, lôi bà ta ra khỏi nhà. Dạ, dạ. Nè, mấy người làm gì vậy? Đi lên, buông ta ra. Đi, buông ta ra. Đi, Tô Châu, buông ra. Mày đừng có ỷ có cái chút thư đó, mày muốn làm cái gì thì làm, còn dùng xéo lắm cũng quằn. Bà con ơi, ra đây mà coi nè, chồng tôi mới chết mà bây giờ nó ức hiếp tôi nè. Lôi bà đi, buông ra. Đi, buông ta ra. Đi, đi, buông ra. Đi, đi.